Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 26 tháng 2 năm 2023. Thì hôm nay em tiếp tục đang bán lô xứ hạt giống Thái nha quý anh chị. À, quý anh chị chọn lựa cái nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. À, hiện tại bên em ship cây không chậu nha và bên người mua trả tiền ship ha. Thì với đơn hàng 200 ngàn thì em cũng gửi tặng cho quý anh chị một gói thuốc kích rễ nha. À, liều lượng thì quý anh chị pha 1 gram cho 1 lít rưỡi nữa đến 2 lít nữa ha. Rồi sau khi nhận cây thì quý chị để khoảng 1 tuần đến 10 ngày quý chị trồng lại nha. Còn quý chị nào tỉa rễ mà bự hơn thì quý chị có thể để từ 10 ngày đến 15 ngày sau đó quý chị trồng lại. Rồi quý chị tưới kích rễ vô ha. Để trong mát tiếp tục 1 tuần nữa quý chị mới đem ra nha. Rồi bắt đầu cây số 1. Cây số 1 là cây hoa màu đỏ rất đẹp nha, đỏ tím. Sai bông trung bình, cánh hoa dày, hồng hồng tím luôn nha. Hồng tím. Ở đây tím nè quý chị. Rồi đây là đỏ ha, cánh hoa rất là dày, cây này bộ lá đẹp luôn nha. Cây phân tàn 4 nhánh, củ cũng tương đối. Rồi cây số 1 này là giá 70. Cây này đẹp ha. Cây này quý anh chị nuôi lớn là cực kỳ luôn nè. Cánh hoa dày ha, size bông thì trung bình thôi. Nhưng mà cái màu tím với màu đỏ rất đẹp ha. Rồi, số 1 70. Số 2. Cây số 2 là cây hoa rất là đẹp nha. Hoa rất là đẹp luôn, một bên là màu đỏ nâu. À, một bên là màu trắng tinh nha quý chị, chính giữa có cái sọc đỏ nữa, xe bông rất là to, xe bông rất là to ha. Cây này bộ lá đẹp luôn, bộ lá đẹp, giống này nuôi mau lớn nè. Cây phân tàn rất là tốt nha quý chị. Cây số 2 này giá 100 nha, cây số 2 giá 100. Cánh hoa dày, hoa bung cứng ngắt luôn ha. Chùm nụ này thấy tầm mười mấy ha, 2, 4, 6 khoảng tầm 10 mười mấy nha quý chị. Bộ lá rất là đẹp, cây này nuôi lớn là khỏi chê luôn nha. Cây này nuôi lớn khỏi chê luôn nè. Cánh hoa rất là dày, nhìn rất là cưng ha. Rồi cây số 2 này giá 100. Cây số 3. Cây số 3 là cây sọc gân nha quý chị. Sọc gân sao bông trung bình. Sọc gân sao bông trung bình ha. Cây sọc gân này thì nó chùm nụ tầm mười mấy nha quý chị. Cái này về quý chị phải sọc tàn lại ha, chơi mới đẹp nha. Rồi cây sọc gân số 3 này là giá 70. 70 nha quý chị. Nói chung là vườn em lúc này là cũng sắp hết bông rồi nha. Quý chị nào mà yêu thích cây sứ thì nên sưu tầm một vài cây mình chơi ha. Nó qua đợt quý anh chị. Tổ hôm nay mấy tháng trời nay nó muốn đứt ha, đứt bông rồi ha. Cây số 4 này là giá 70 luôn nha quý chị. Khung hoa tròn. Trắng lem nha quý chị. Này khá là hồng, rồi ở ngoài nó có cái riền trắng ha. Nhìn quý chị nhìn na ná như sao Noel nhưng mà không phải nha. Đó quý chị nhìn thấy nó na ná vậy đó. Nó hồng, ở ngoài cũng có riền trắng như sao Noel nhưng mà nó hồng nhiều hơn ha. Khuôn hoa tròn, cây này nuôi lớn cũng rất đẹp nha. Cây này phân tàn 5 nhánh cũng tương đối nha quý chị. Cây số 4 này là giá 70 luôn nha. Số 4 giá 70. Số 5. Số 5 là cây đỏ tím qua khỏi chê luôn. Đỏ đen, đỏ nhung đen luôn chứ. Xe bông rất là to, cánh hoa dày ha. Nè quý chị thấy bông rất là tuyệt vời nha. Bông rất là tuyệt vời. Cái bông trên này nãy tại đẩy vô nó cắn nó bị gãy nè. Nó gãy sụi cái cuốn đó rồi. Nhưng mà hoa cũng còn tươi ha, cũng còn đẹp. Rồi đỏ nhung, đen, sa bông rất là to, dòng đọt tím, cây phân tàn rất là tốt, củ to nha quý anh chị. Nè quý anh chị coi bông nó đứng ha, đứng trong. Tại cái bông này thì nó bị cấn nó gãy nè. Rồi cây số 5 này giá 100 nha. Cây này là nuôi lớn khỏi chê luôn, rất là đẹp, sa bông rất là to, hay qua thôi nhìn cũng lung linh ha. Rồi số 5 giá 100 nha quý chị. Cây số 6 là cây con có T1 này nha. Này con có T1. Nó màu đỏ tím nha quý chị, đỏ tím viền viền bạc. Đây. Con T1. Sai bông to. Nói chung là nó nết y chang như T1 luôn nhưng mà nó chỉ có hai lớp thôi nha. Xứ hạt nó cây này nó chỉ có hai lớp thôi nha quý chị. Đó. Cuốn nó cũng được. Rồi bộ lá cũng rất là đẹp luôn. Rồi cây số 6 này là giá 100. Số 6 giá 100 nha quý chị. Con T1 ha. Cây số 7. Cây số 7 cây này thì hoa nó là hồng đỏ. Chính giữa nó có cái sọc sọc đỏ đậm nha quý chị. Ở vòng vòng nó là đỏ 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 quyết ha. Rồi khuôn hoa tròn quay, cánh hoa dày. Cây này 70, cây này nuôi là lớn mau lớn luôn á nha quý chị. Củ rất là phát ha. Lứa sau mà củ bóng ha, củ bóng đẹp.
rất là to luôn, cánh qua dày nha quý chị. Cây số 7 này giá 70, cây này quý chị nuôi lớn cũng khỏi chê nè. Màu đỏ này không có rớt màu nha, màu đỏ này nó không có rớt màu đó. Rồi cây số 7 này giá 70. Cây số 8 kiểu như Đài Loan 4 nè quý chị. Giống này thì nó rộ bông lắm nha, bông gọn gọn mà rất là cưng. Cây này thì nói chung là vườn em mà hiếm lắm, lâu lâu mới có đựng cây, lâu lâu mới có đựng cây ha, lâu thật lâu mới có đựng cây như vậy. Rồi cây này 70 luôn nha, hoa rất đẹp cây như Đài Loan 4 ha. Cây này thì phân tạng 5 nhánh nha, củ cũng tương đối, hoa cứng nhá, hoa rất đẹp. Cây này nuôi lớn nó rộ bông cái là quyền luôn ha. Rồi số 8 này 70. Còn cây số 9 này cũng rất độc nha. Cây số 9 này là nó nói về bông xứ thì nó cũng là thuộc dạng lạ mắt. Cái họng nó là họng tím luôn nha quý chị, họng tím mà nó lan ra là cái màu nhạt nhạt, nhìn nó rất là dễ chịu luôn, rất là lạ. Nếu mà nói là xứ là nó cái màu này là rất là lạ ha, rất là lạ luôn. Cây này thì phân tàn rất là nhiều nhánh, củ cũng to tương đối. Cây này thì nằm thôi bị bỏ rơi nè, đáng lẽ là củ nó to hơn nhiều nha quý chị, tại nó nằm ở chỗ không có nước nôi gì hết ha, mình mấy đồ thôi, nhìn thấy là biết là thiếu ăn này. Cây số 9 này là giá 70 luôn, màu sắc rất là lạ nha. Rồi số 9 giá 70. Cây số 10, cây số 10 này là cây dạng 3 lớp nha quý chị, trắng hồng 3 lớp ha. Nhưng mà cái lớp trong đó thì nó chưa có chuẩn lắm ha. Cái này nói chung là quý chị nuôi nuôi ngon lành lại thì cây này lên 3 lớp là chắc ăn rồi đó. Cây số 10 này là giá 70 luôn nha, số 10 giá 70. Cây phân tàn rất là tốt nha, củ cũng to, cuốn ngắn. Sao bông trung bình thôi nha quý chị, trắng viền hồng 3 lớp nha. Rồi số 10 70. 11 là cây trắng xinh xinh, trắng cánh nhọn xinh xinh nha quý chị, hồng vàng. Cây này bộ lá thì rất là đẹp luôn nha, cái bộ nhánh cũng rất là sạch, nhìn nó rất là bóng ha. Cây này cũng nằm chỗ thiếu chất ha, cho nên nó bị nó nhìn nó không có to lắm, chứ đáng lẽ cây này lứa này là to rồi nha, lứa này 2 năm tuổi rồi. Cây số 11 này giá 70. Cây số 11 này giá 70 nha quý chị, trắng tinh. Cánh nhọn rất là đẹp luôn, bộ lá cũng khỏi chê, phân tàn cũng rất là tốt, củ cũng to ha. Rồi số 11 này giá 70. Số 12, cây số 12 là cây dòng cây số 12 này là cây trắng sọc hồng, trắng sọc hồng 2 lớp nha quý chị, hoa này cũng rất là đẹp nha, trắng sọc hồng 2 lớp, cánh hoa dày, cánh hoa dày ha, sọc nhuyễn rất là đẹp luôn. Cây này về quý chị xạ tàn ha. Rồi củ to, cây số 12 này là giá 70 luôn nha quý chị, cây số 12 giá 70, cây này phải xả tàn mới chơi được nha. Ở đó với những cây cao vậy thì em sẽ co nó lại nha quý chị, lỡ mà về nó có gãy ở trên đây thì quý chị cũng thông cảm nha, mình cắt giật xuống. Tại vì cây sứ thì quý anh chị phải rút ngắn cái cốt nó xuống thì cái cây mình nó mới cân đối và nó đẹp nha quý chị ha. Chứ quý chị để cao liên như vậy thì nó sẽ không có đẹp đâu nha. Rồi cái mục tiêu em thì gửi nguyên như vậy cho quý anh chị, để quý anh chị nhiều khi muốn có dâm thử để trải nghiệm thì quý anh chị cắt ngang vậy quý anh chị, để khoảng 15 ngày sau lạc lá hết, để 15 ngày sau rồi quý anh chị dùng cái thuốc em tặng cho quý anh chị á, quý anh chị pha 2 lít nước, quý anh chị ngâm khoảng nửa tiếng hồ, quý anh chị đem ra dâm ha, dâm trong cát thì thử coi nó lên không nha quý anh chị. Nói chung là dâm là nếu mà có ngâm cái đó thì tỷ lệ nó cũng khoảng được 60-70% á quý anh chị ha. Rồi cây số 12 này là giá 70 nha, thì chủ yếu là để quý anh chị dâm để mình trải nghiệm ha, để sau này mình biết. Cái nhánh này thì nó không giá trị đi, cây này có 70.000 mà nguyên cái cây quý anh chị dâm thì đâu có giá trị, nhưng mà mình dâm để mình có cái kinh nghiệm sau này mình có những cây đẹp đó quý anh chị, lúc mình xả tàn mình dâm ha. Chứ giờ quý anh chị mà xả ra cái cây đẹp đó thì cũng ổn ha, nó vậy đó. Cây số 12 này là giá 70 nha. Cây số 13 thì quý anh chị dùng cái thuốc em tặng á, quý anh chị ngâm 2 lít nước, quậy ra 2 lít nước rồi quý anh chị khi nào trồng á, quý anh chị khi mà xả tàn xả là đừng chuẩn bị dâm á, thì quý anh chị xả xong lặt lá đem ra phơi nắng, rồi quý anh chị để trong mát ha khoảng nửa tháng cho nó lành vết cắt, rồi quý anh chị đem ra quậy nước đó khoảng 2 lít nước cho 1 gram, quý anh chị ngâm khoảng nửa tiếng hồ thì quý anh chị đem ra dâm ha, rất là tốt nha.
Rồi cái cây này là cây tím hai lớp nha quý chị, tím hai lớp, hoa bung căng, tím phun màu ha, hồng trắng rất là đẹp luôn, hồng trắng rất là đẹp ha. Cây này thì phân tàn được 4 nhánh bự ha. Rồi cây này củ cũng tương đối, hoa cũng rất là đẹp nha quý chị. Rồi cây số 13 này là giá 200 ngàn nha, 13 giá 200, 13 giá 200 ha. 14 cây trắng này khỏi chơi luôn. Cây trắng này nhìn cái bộ lá thôi là cũng đủ ghen nha quý chị. Bộ lá rất là đẹp luôn nè, bộ lá rất đẹp ha. Củ thì to, củ to nha. Cái cây số 14 này bông cũng đẹp nữa, khung hoa tròn quay, cánh hoa vàng, cái cánh hoa dày nha quý chị. Cây số 14 này là giá 70 nha, cây số 14 giá 70. 15 70 luôn nha quý chị. Cây này hoa cũng rất là độc lạ luôn, nền kem kem gân thì gân xám xám, chính giữa cái cánh nó cũng rất là lạ ha. cánh nền hồng sọc hồng, mà cái bông cái cánh trong nó nhỏ hơn cánh ngoài 5-10 luôn quý chị, nhìn rất là lạ mắt nha. Cây này nói chung là rất là lạ. Rồi cây số 15 này giá 70 luôn ha, bộ lá rất đẹp, bộ tàn rất đẹp luôn nha. Đứng qua cây số 15 này nhìn nó rất lạ ha. Rồi 70. Cây số 16, cây này quý chị về nuôi tốt thì cây này rất là đẹp nha. Cây này phải nói là nó nằm cái chỗ mà nắng mà giữ luôn á. Cái củ nó vàng nhưng mà không có trái nha quý chị. Cái củ nó vàng nhưng mà nó không có trái ha. Đó, củ thiếu nước nè quý chị thấy nè. Mấy cái này quý chị về trồng lại thì rất là ngon nha. Cái đó là em nói thật tình chứ không phải là để mà quý chị nói vậy để quý chị mua cái cây này. Thật ra cây sứ quý chị để mà nó khi mà nó héo, quý chị khi mà nhổ củ lên để cái củ khi nào mà nó xanh lại mà cái củ nó mềm như vậy á, quý chị trồng lại là rất là mau phát ha. Còn quý chị mới nhổ ra cái củ còn căng nước, quý chị trồng lại là nó lơ mơ nó bị đứng luôn nha. Nếu quý chị không có thuốc kích rễ tốt, quý chị trồng lơ mơ nó đứng luôn. Cho nên nó quý chị phải để cho cái cây mình nó héo như vậy. Sở dĩ em sở dĩ em nhà vườn á, em sợ quý chị nôn nóng cho nên em nói quý chị một tuần lễ thì trồng lại, nhưng mà thật ra nếu quý chị để lâu hơn thì càng tốt luôn. Quý anh chị khi mà xả tàn nếu mà thấy trong đây nó vừa có nhú mầm á, quý anh chị đem ra trồng là ngon nhất nha. Còn nói chung á, là trong đây nó quý chị cắt để trong mát mà nó nhú mầm, quý anh chị đem ra trồng là rất là tốt. Còn nếu quý chị trồng sớm thì nó cũng nằm nó chờ thôi nha. Tại cây sứ khi nó nhổ lên với trồng ở trong đất thì tỷ lệ nó đâm chồi nó cũng thời gian na ná như nhau nha quý chị, nó không có ảnh hưởng gì hết ha. Rồi cái này trắng hai lớp, có chớp hồng nha, có chớp hồng. Cánh hoa rất là dày. Màu sắc cũng rất là đẹp ha, bộ lá cực kỳ đẹp luôn. Cây này thì nó thiếu chất, thiếu bị nắng nữa, nhưng mà nó là củ nó là màu vàng chứ không phải là bị cháy nắng nha quý chị. Cây số 16 này là giá 100 ha, cây số 16 giá 100. Cây số 17 chắc là cây đẹp nhất ngày hôm nay nè, cái dòng sao Noel. Cây này đỏ rực rỡ luôn, đỏ ngọt, viền tím ha, khuôn hoa tròn quay, khuôn hoa tròn quay, củ đẹp. Cây số 17 này giá 200 ngàn nha quý chị, cây phân tàn tốt. Cây phân tàn tốt ha, cây phân tàn tốt luôn. Rồi bông đẹp, củ cũng đẹp luôn, củ rất đẹp ha, mặt đứa mà sao gì cũng đẹp hết. Đó, quý chị thấy ha, củ rất là đẹp nha. Rồi cây số 17 này là giá 200 nha quý chị, 17 giá 200, sao bông cũng to ha, màu sắc rất là rực rỡ luôn. Rồi cây số 17 này 200. Cây số 18 nha, cây số 18 là cây dòng sao Noel luôn. Cây này thì chưa có đôn chậu thay phân nha quý chị, khoảng một năm mấy nay chưa có xử lý nó ha. Thì cái này quý anh chị bắt buộc gì quý anh, em phải nhổ rau gì quý anh chị cắt rễ rồi quý anh chị để lại rồi quý anh chị trồng ha. Rồi những nhánh này dài quý anh chị có thể mình cắt mình dâm, như cái cây này mình dâm mình nó lên mình trồng lại được một cây sao Noel mới nữa nè quý anh chị ha. Cây này cũng có được một hai nhánh để mình dâm tốt bóng nè, như cái nhánh này ha, nhánh này dâm được nè. Đó thì ba nhánh này là quý anh chị dâm mà nếu khéo có thể lên được hai nhánh nha. Rồi cây số 18 này á, cây số 18 này á là giá, cây số 18 này là giá 150 nha quý chị, 150 ha. Rồi củ rất là to, cây số 18 này sao bông to đùng luôn nha, to nhất trong cái bầy sao Noel luôn, hồng viền tím. Rồi cây số 18 này khuôn hoa tròn nữa, 150 nha quý chị. Cây số 19 ha, 19 cũng là một cây hồng viền trắng nha, cái này và hồng lem trắng,
dòng của thằng sao Noel luôn, cánh hoa này dày cui, này nó hai ba lớp gì mà bó cái ngắt đây. Ồ, ba lớp đẹp, ba lớp đẹp nha quý chị, ba lớp đẹp mà nó chưa có bung ha. Ồ, quá trời đẹp luôn, hồng không ngờ luôn ta, em tưởng là nó hai lớp không ha. Cái cây này khỏi chê ha, cây số 19 này cũ cũng đẹp luôn nè, cũ này nó cũng nằm bị mất nước quý chị, cũ mềm ha, mềm này là mềm do thiếu nước nha. Những cái cây này quý chị đưa về tỉa rễ cám quý chị trồng là nó phật lên là rất là nhanh ha. Cây này cũ to đẹp luôn nè, cũ này có rất là nhiều nhiều cọng trong đây. Cây này về quý chị chỉ cần để một tuần nữa quý chị có thể banh rễ ra được nha. Những cái cây cũ mềm như vậy thì quý chị để một tuần nữa quý chị sửa rễ được luôn rồi. Cái này thậm chí quý chị giờ em nhổ lên cho quý chị về sửa rễ được luôn nè. Cái rễ này là kéo ra hết sợi gãy rồi nha. Đó. Cái này ba lớp nha quý chị. Tại chắc nó thiếu nước nó bung không nổi. Cho nên nhìn lúc em nhìn em tưởng nó hai lớp ha, không ngờ nó đẹp. Cuốn ngắn luôn quý chị, cuốn ngắn luôn ha, chùm nụ đông nữa. 2 4 6 8 10 10 10 bông luôn ha. Rồi, cái cây số 19 này là giá 200.000 nha, 19 giá 200. Hoa rất là đẹp luôn. Ba lớp nha. 19 giá 200 nha quý chị. 20. 20 ha. 20 là cây cây đỏ trắng nha. Cây đỏ trắng dòng sao Noel luôn, đỏ rực rỡ. Đỏ rực rỡ ha, này sẽ bông trung bình lớn. Cây này 150.000 nha quý chị. Đó. Cây này thì nhiều quý chị phải tỉa bỏ những cái rễ này nha. Rồi còn mấy cái cốt này có quý chị có thể dâm lại chơi được ha. Cái cây số 20 này là giá 150 nha quý chị. Cây 21 nha. Cây 21 là cây dòng con sao Noel, cây này là hồng đậm hơn, viền trắng ba lớp nha. Cây này thì cái cuốn nó dài hơn nha. Đó. Cây này 150 nha quý chị. Cây số 21 này giá 150 ha. Thì cái cây sao Noel thì nó vậy nè quý chị, mùa nắng chơi vẫn ok nha. Mùa mưa thì một đùm nụ này nó sẽ chịu không nổi, nó sẽ quằn xuống ha. Rồi cái cây số 21 này là giá 150 nha. Rồi cuối cùng là cái số 22. Cây 22 là cây màu tím full rất là đẹp luôn nè. Tím này dạng tím nhung nha quý chị, tím nhung hai lớp, hồng trắng. Quý chị thấy nó đang thụi lùi ha. Cây tím thì quý chị nên mua cây tím thì quý chị phải đầu tư cho nó một cái chậu đẹp nha. Tại cái cây tím á, nó khi nó trổ bông á thì nó không có chịu nắng nổi ha, nó sẽ xấu. Còn quý chị nếu đem vô mát thì cái cây tím là cây đẹp nhất, rất là tuyệt vời nha. Cây số 22 là giá 200 luôn nha. Cây số 22, cây tím này giá 200, hai lớp tím nhung rất là đẹp luôn. Rồi 22 giá 200 nha quý chị. Rồi hôm nay em có 22 cây nha, quý chị chọn lựa cái nào vui lòng gọi cho em số điện thoại 0916 256 522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý chị.